Rồi, okay, xin chào các bác. Thì trên tay em đây đang là con LG V50. Con này là bản Hàn các bác nhé. Và con này cũng là cái bản siêu dựng các bác nhé. Thì con này em dựng từ đầu đến đít luôn. Trước tiên ấy là cái lắp lưng nhé. Cái lắp lưng này là mới hoàn toàn nhé, chưa hề có vết xước nào các bác nhé. Nó còn nguyên cái túi ni lông đây. Thì em tạm thời bỏ nó qua một bên. Đây, ở đây. Bên này nó cũng còn cái lắp lưng lần này ấy, thì là nó có sẵn cái keo, cái gioăng ấy, cái gioăng cao su để mà dán lại. Nhưng mà cái nhược điểm của cái khi mà dán bằng cái gioăng này ấy, thì là cái lưng với cái khung viền ấy nó sẽ không được khít mấy đâu các bác nhá. Cho nên các bác nếu mà các bác về mà thấy hơi hơi hở hở thì các bác hết sức thông cảm nhé. Còn nếu mà muốn khít ấy thì là sẽ dùng cái keo ấy, cái keo thì nó hít vào nó sẽ khít hơn. Đấy thì nói trước cho bác biết như vậy. Thì đây, để đây tạm thời để đây nhá. Rồi, thì cái bộ màn hình này và khung viền này nó cũng là mới tinh hoàn toàn các bác nhé. Tuy nhiên em cứ sâu lại cho các bác yên tâm. Đây các bác nhìn thế này, mới tinh đỉnh tỉnh luôn các bác nhé. Các bác yên tâm, chưa hề có vết xước nào. Đấy, cho các bác yên tâm. Rồi. Tại vì đây là cái bộ khung mới hoàn toàn mà, cho nên là nó hoàn toàn là không có vết xước nào cả. Cho nên cũng chả có cái gì mà phải sâu cho các bác cả. Các bác yên tâm một điều là nó chưa hề có vết xước. Đấy. Rồi, ok các bác yên tâm nhé, cái khung viền này thì đẹp rồi. À quên, nói thêm nữa là cái khay sim. Đây cái khay sim này thì nó là cái khay sim cũ các bác nhé. Tuy nhiên ấy, thì nó cũng gần như là cũng không có vết xước gì nhiều. Đây, chỉ là cái mỗi cái khay sim thôi các bác nhé. Khay sim thì nó hơi hơi thôi, hơi hơi xước một chút. Nó sẽ không còn được đẹp, không tì vết như thể là cái khung viền, mà nó hơi hơi xước một chút thôi. Tuy nhiên cái nhìn này nó vẫn rất là đẹp nha các bác nhé. Đấy, cho em các yên tâm, nó cũng coi là mới được. Ok, em sẽ lau cái màn hình trước đi. Chờ chút em lấy cái khăn. Đây. Chờ chút nha, nó sẽ hơi bẩn bẩn. Rồi, thì đây là cái màn hình trước các bác nhé. Thì các bác yên tâm, cái màn hình trước này cũng thế. Nó cũng là mới tinh tình tình luôn, nó cũng gần như là không có một vết xước nào cả bác nhé. Đấy, không có vết xước nào luôn. Đấy, cho nên các bác yên tâm, không hề có vết xước vì nó là bộ màn mới tinh mà. Đấy, cho các bác yên tâm nhé. Đấy, hoặc là nó cũng có một vài cái vết xước lông mèo, nó rất là bé thôi, phải nói là rất rất bé luôn ấy, mà em cũng không thể nhìn nhìn thấy được ấy. Đó. Cho nên các bác nếu mà có thấy thì cũng hết sức thông cảm bỏ qua nhé, tại vì nó bé quá nên nhiều khi em cũng không nhìn thấy được đâu. Đấy. Cho nên các bác yên tâm, cái con này nếu mà nói về bộ khung bộ vỏ ấy, thì là mới hết nhé, từ màn hình này, khung viền này và nắp lưng đó là mới tinh nhé. Chỉ có mỗi cái sim là nó hơi cũ hơn một chút, có nghĩa hơi cũ hơn so với cái khung này thôi, chứ nhưng mà nó vẫn rất là mới nhé các bác nhé. Đấy, cho các bác yên tâm. Rồi thì em sẽ test qua cái chức năng cho các bác xem. Này, trước tiên là cái hi-fi DC đây, lên bình thường các bác nhé. Ok, cắm cho các bác cái máy tính. Đây, máy tính nhận bình thường các bác nhé. Đây, các bác thấy không? Cái con V50 ấy thì các bác thường thường thấy là khi mà cắm sạc hoặc cắm máy tính vào nó sẽ nháy nháy như vậy. Đấy các bác không phải lo lắng nhé các bác nhé. Cái bệnh của con V50 nó vậy rồi. Ok, có cái phần sạc ấy, tí nữa vào trong phần trong em sẽ test kỹ hơn. Thì con này ấy, thì còn L1 các bác nhé, còn L1 đây này. Cho các bác nào mà thích xem phim thì ra nó trên V50 nó không quan trọng đâu, nhưng mà em có thì em cứ sâu cho bác thôi. Còn đây là pin đây, đây dành cho bác nào tính toán hiểu được và tính toán được cái pin thì các bác cứ tính thôi. Em thì em không biết tính đâu, em không phải kỹ sư cho nên em không tính được. Rồi tiếp theo là cái gì nhỉ? Ok, vân tay nhé, vân tay thì bảo đảm cho các bác nhé. Chứ tại vì ở đây em tháo cái lớp lưng này rồi, cho nên là sẽ không test được cái vân tay, thì em sẽ chắc chắn bảo đảm cho các bác là cái vân tay này là còn dùng bình thường nhé, và cả ba cái chấu cho màn hình phụ này cũng thế, cũng dùng bình thường các bác nhé. Cho nên các bác yên tâm, tại vì em chưa lắp vào cho nên không test được cái đấy thôi. Rồi thì con này đang chạy Android 12 rồi đây. Đây các bác thấy số email cái thứ của nó đây. Đó, còn trong này còn gì nữa không?
Ok. Đây nhé, wifi này, wifi nhận bình thường này. Tắt wifi này này. Đây. LTE bình thường các bác nhé. Đó. Em sẽ nghe gọi luôn. Tiếp cận bình thường các bác nhé. Ok. Con này bản Hàn sẽ có ghi âm cuộc gọi mặc định trong máy luôn, các bác yên tâm. Các bác nào thích ghi âm cuộc gọi có luôn. Ok, ngoài này còn gì không? À, camera, camera đây. Đây các bác. Camera bình thường hết các bác nhé. Đó. Góc rộng này, góc gần này. Chung là tất cả các camera đều bình thường hết các bác nhé. Ok. Rồi, em sẽ vào bên trong nhé. Ok các bác. Đây. Tiệm cận này, ánh sáng này, bình thường này. Các phím bấm này. Ok, bình thường hết các bác nhé. Chuông này. Chuông thì con V50 nó sẽ hơi bé hơn các bạn. Các bác dùng V50 thì cũng biết rồi. Rung này. Rung rất mạnh các bác nhé. Xoay ngang xoay dọc này, bình thường này. Mic này. Đấy, mic con V50 thì phải thổi đấy nó mới kêu được. Đó, ok các bác nhé, hai mic đều ok hết. Rồi, cảm ứng này. Thì cái cảm ứng nó rất quan trọng cho nên cứ phải test cho các bác yên tâm. Thì cái bộ màn hình mới nhiều khi thỉnh thoảng em cũng có gặp một hai con nó bị lỗi. Thỉnh thoảng có, cho nên cũng phải test cho các bác yên tâm. Đây, đèn LED này, LED 5G này. Đây, LED bình thường thôi nhé. Màu đỏ này. Đây, các bác yên tâm. Bình thường. Áp suất đương nhiên sẽ không còn đâu, tại vì con này nó là dựng từ đầu đến cuối mà, cho nên là áp suất nó sẽ không còn đâu. Các bác nào mà dị ứng với dựng thì thôi, bỏ qua con này. Đây, IMPL đây, bằng 1 đây các bác. Đó, cứ yên tâm nhé. Battery điện thế sẽ bằng 0 thôi. Đây, quan trọng là cái màn hình. Thực ra là cũng không cần test cái màn hình được, tại vì các bác biết rồi đấy, con này là mới tinh mà, bảo đảm cho các bác là chưa hề lưu ảnh, chưa hề ám ố gì các bác nhé. Đấy, cho các bác yên tâm. Thì nhìn thế này các bác thấy sụp sập sập do cái tốc độ màn hình này với cái ánh điện ngoài kia thôi. Ok các bác, cái này thì không cần phải test đâu, cái này màn hình mới tinh mà không cần phải test, nhưng mà cứ test lại cho các bác yên tâm. Thì đây là cái cổng C này, thì em sẽ test cái cổng C cho các bác yên tâm. Thì đây là cái cổng sạc 18W này, từ A to C này. Đấy. Cắm vào này. Thì cái 18W này nó chỉ nhận đến CC2 thôi. Đương nhiên nó vẫn có sạc nhanh bình thường các bác nhé. Đấy. Đổi chiều này. Đó, vẫn sạc nhanh bình thường các bác nhé. Còn bác nào mà muốn sạc nhanh hơn ấy, thì các bác nên dùng một cái cổng mà có công suất là thực ra là cái con V50 này nó chỉ có hỗ trợ là 18W trở lại thôi. Tuy nhiên thì các bác mà dùng cái cổng mà có PD ấy, nó vẫn nhanh hơn đấy các bác nhé. Đấy, như cái này này, dùng PD 255W này, nó đấy, nó nên đến PD04 này. Đấy. Các bác nào mà muốn nhanh hơn thì nó vẫn nên dùng cái cổng PD. Có nghĩa là hai cái đầu cổng sạc ấy, nó đều là đầu C ấy, thì nó sẽ nhanh hơn. Đấy, cho các bác yên tâm. Rồi, ok, còn cái gì nữa test nốt nào. Ok, nói chung là cái này sẽ bảo đảm cho các bác là tất cả chức năng đều bình thường hết nha các bác nhé. Cho các bác yên tâm không sợ. Và pin của này cũng khá là tốt các bác nhé. Em sẽ tháo hẳn ra luôn cho các bác xem. Đây. Rồi các bác chờ chút nhé, nó sẽ hơi lâu, em chả chả tua đi đâu. Con này sẽ zin từ con ốc luôn nhé. Ốc cũng là ốc ốc zin của con V50 thôi. Nó là loại ốc trắng và khá là dài. Nó cũng là từ một con khác chuyển qua thôi. À không, nó không phải là từ con khác chuyển qua mà chính là con này của con này luôn. Tại vì con này chỉ thay vỏ thôi, còn ruột cái thứ là của nó hết. Nè. Sẽ tháo hẳn ra cho bác xem, cho bác yên tâm. Thực sự là nhiều bác nghe cái từ máy dựng là các bác nghĩ là nó sẽ là hàng lởm.
thì thường thường các bác nghĩ là dựng nó sẽ đi đi kèm với lởm, nhưng mà thực tế nó không phải như vậy. Dựng thì nó có rất nhiều kiểu dựng, và nhiều khi lại là những người dựng người ta cũng không thèm nói đấy là máy dựng luôn, thì các bác làm sao biết được, trừ khi là các bác phải tháo hẳn ra như này thì các bác mới biết được đâu là dựng đâu là zin thực sự. Mà cũng nhiều khi ấy, là các bác tháo hẳn ra như này rồi, nếu bác không quen không chuyên ấy thì các bác cũng chẳng biết được đấy là dựng hay là zin luôn. Cho nên là cái zin hay dựng thì nó rất là phụ thuộc vào cái trình độ hiểu biết của các bác và trình độ test máy của các bác thôi. Còn bảo là tin vào thương gia thì các bác cũng đừng nên tin quá đấy. Nói chung là người ta hoặc là em cũng thế thôi, cũng rất mong muốn bán được con máy đi, nhưng mà xem nó ở mức độ nào thôi. Còn cũng chẳng ai bán máy mà có thời gian rảnh như em để mà tháo hẳn cái con máy này cho các bác xem như này đâu. Cho nên các bác mua hàng thì các bác cứ yên tâm về chất lượng của con máy này khi mà em bán ra, và em bán ra thì vẫn có bảo hành các thứ nhá các bác nhá, các bác yên tâm. Thì đây đây là cái main phone nhé, em đã ghi chú ở đây rồi, thì em sẽ bóc này ra thôi. Tại vì nếu mà khi mà đóng máy lại rồi thì sẽ nên bóc này ra, vì 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 sau này nó sẽ chảy keo ra. Thì đây nó sẽ hơi bẩn bẩn một tí ở ở trên cái nắp này, nhưng mà các bác yên tâm nó là cái main zin hoàn toàn, không hề có sửa chữa gì các bác nhé. Đó, và cái là cúp camera đấy nó cũng nằm im ở đấy chưa hề tháo ra luôn, bên này cũng thế, còn ngon chét nha các bác nhé, chưa hề động chạm, còn nguyên miếng cái miếng keo tản nhiệt này này, cái miếng này miếng zin nhé các bác nhé. Nhiều bác cứ bảo là chất thêm cái keo tản nhiệt vào thêm, nhưng mà không cần thiết đâu các bác chất vào nó chỉ nhoét nhoét ra thôi. Ok, còn đây là cái bộ khung này, đây các bác nhìn cái bộ khung này, các bác nhìn cái hàng zin ấy thường thường ấy, cũng đa số nhé, em thấy đa số là những cái hàng mà zin ấy thường thường nó còn cái lớp màu màu bạc bạc ở đây này. Còn hàng mà kiểu linh kiện loại 1 ấy, hoặc là cũng là hàng zin nhưng mà kiểu là nhập lại, hoặc là nhập lại sau ấy, hoặc là cái lô tùy vào lô hàng nó sẽ không có cái lớp này nữa. Đấy thì đấy là cái kinh nghiệm của em thôi, còn nhiều bác thì có thể là bảo là tùy tùy đợt thôi, thì cái đấy cũng đúng, nhưng mà em nghĩ là có cái này thì hơn, nó sẽ ngon hơn. Đấy các bác nhìn nha, còn hết tất cả nha, miếng đồng tản nhiệt này còn này. Thì nhiều khi anh em mua máy về mà anh em thấy nóng quá, nhiều khi là bị luộc mất cái miếng tản nhiệt này các bác, thì dẫn đến máy nó rất là nóng. Đấy, cho nên là anh em cũng hết sức chú ý. Đây, cụm chân sạc tứ là zin hết các bác nhé. Và các bác yên tâm, chân sạc của con V50 ấy thì nó không bị lỗi như con V60 đâu. Cho nên các bác cứ đừng lo lắng. Còn đây là cái cục pin này, đây, cục pin này zin hoàn toàn luôn. Bao cho các bác check thoải mái luôn. Đấy, pin zin hoàn toàn các bác nhé. Cục pin này ấy, thì em cũng test rồi, em test được khoảng 2-3 ngày này rồi, thì là cục pin này nó còn khá là tốt nếu mà theo đánh giá khách quan của em ấy, à quên, khách quan đánh giá chủ quan của em ấy, thì nó phải tầm được khoảng còn được khoảng 90%. Thì các bác biết rồi đấy, con này nó ra đến đến 4 hay 5 năm rồi ở đâu hình như hơn sao ở 4 5 năm gì đấy, thì cục pin của nó chắc chắn nó phải xuống cấp rồi. Tuy nhiên ấy, để mà so sánh với cục pin hàng linh kiện ấy, thì nó em nghĩ cục pin gì nó vẫn hơn các bác. Còn sau này các bác dùng chán chê rồi nó yếu quá rồi, nó xuống cấp quá rồi thì các bác đi thay. Tại vì cái cục pin V50 này nó cũng khá là có hàng, nhiều hàng, nó hơn là cục pin V60, V60 ít hàng lắm, và thường thường là hàng toàn hàng lởm thôi. Thì V50 này vẫn có hàng zin nhé, tuy nhiên tùy xuất bán, và kể cả các bác có mua hàng linh kiện thì nó dùng vẫn rất khá là ổn. Rồi thì các bác yên tâm nhé, con máy này đẹp gần như phải nói là trong 100% luôn, và tất cả các đồ ở trong này đều là zin hết, không thiếu một cái gì cả các bác nhé, chức năng thứ thì bình thường hết. Cho nên các bác về cứ dùng cái yên tâm. Đấy, có một cái chân sạc này, cái chân sạc này thì em cắm thì nó hơi 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 thôi, hơi hơi lỏng lỏng rồi đấy, nhưng mà nó không phải lỏng theo kiểu của V60 đâu, lỏng là nó không sạc được đâu, con này nó lỏng nó vẫn sạc bình thường à, kiểu nó bị nó cắm nhiều, họ họ đời trước ấy, người ta cắm nhiều thì nó hơi mòn mòn đi một chút thôi. Đấy thì không vấn đề gì cả các bác nhé, cái này thì nó là đồ zin thì nó vẫn là xịn, không phải sợ. Rồi ok, bác nào mà mua con này ấy, thì là liên lạc với em ở cái số trên màn hình này các bác nhé. Ok, chào các bác.